tôi Vinh nha. Tôi là Nguyễn Đình Quý ở Dân Chủ Tinh Kỳ, Hải Dương. Nếu các bạn mà đến thăm nhà vườn ấy, thì các bạn đi đường quốc lộ 37 từ Hải Dương, các bạn đi xuống, cách từ thị xã Hải Dương xuống đến nhà là 15 cây, mà từ nhà xuống Ninh Giang là 15 cây. Nếu mà các bạn mà đi đường mà không biết đường thì cứ điện tôi sẽ chỉ dẫn. Nên đây cái cây này nó thật là cây này là cây chất chậu, cây là nhà ở nhà mới mang về. Cây này cái đám này là lúc chuyển vận chuyển nó hơi bị sứt một tí, nó bó vào để cho cái rễ nó ra, nó bị sứt ra. Cái cây này thì nói thật với các anh em là cây này nếu mà giao lưu được thì nó rơi vào khoảng 16 triệu. Cây này cây siêu, dáng đẹp, thân bẹ mini luôn. Thân bẹ cái này không phải chê tí nào này. Cây này mà có điều kiện nó ổn cái là khỏi cái rễ này nó lỗi phồng lên, bẹ đẹp lắm. Đây này, gốc cây này là cái gốc cây cổ cây cũ rồi, cây xong người ta cắt đi giờ nó híp hết nội nên nó mới có cái bẹ đẹp như thế. Nếu mà anh em mà có nhu cầu chơi cây này thì cứ alo, đáp ứng nhu cầu. Còn cái giá cả thì cũng có khả năng lên xuống điều chế được, không ngại cái khoản. Nếu sau anh em về thăm đến vườn gia đình là quý rồi, nên giá cả thì sẽ hai bên là xếp nhau đơn giản thôi. Cái này 16 triệu chú. 16 triệu, cái này là ba đỏ đỏ cò. Cây này úi ơi, rất nhiều hoa nhé. Có quả cây hoa. già năm có quả này. Cây này già lắm, cây này hoa ra nhiều. Đã có quả này. Cây này mà chơi xong đợt này mà cắt giật làm mái thì cây này mini luôn. Đang báo này, báo hoa này. Quay xa ra. Vâng, để cho các bạn quay xa cho các bạn xem bộ mái của cây này. Cây già. Rồi. Cứ về nhá. Làm bận đi. Cây to. To cái kia. Mấy mét. Bóng mấy mét luôn. Cây này để dáng đổ này đẹp hơn đứng. Vì cây này nó to. Răng răng siêu rất đẹp luôn. Dựng thì cây này vẫn dựng được nhưng mà để cái nó không được đẹp bằng cái độ siêu nó như cũ. Cây này chứng tỏ quá già rồi. Quả này rất nhiều quả luôn. Anh em mà có nhu cầu ấy thì liên hệ thì mình cho cái số điện thoại 0985914628. Đây. Giao lưu nhau. Đâu chú ra ấy khách thì cháu chưa về anh em nhá. Tôi ra có khách chứ. Cho các bạn ngắm từ xa ấy. Vì nhà nhiều cây quá đâm nào nó vướng che tầm tán bóng. Cho các bạn ngắm từ xa, cây này cây 16 triệu ạ. 16 triệu dáng siêu ạ. Đây. Đứng cách xa tầm 15 mét ạ. 15 mét ạ. Hoa đỏ các bạn nhé. Hoa đỏ ạ. Cây già lắm các bạn. Cây già có quả rồi. Mẫu đơn mà có quả thì cũng hơi hiếm đấy các bạn ạ. Cũng dòng là dòng hiếm đấy. Đây quả đây. Điểm này là do vận chuyển bị xây xước nên chú đã bôi keo liền xẹo và bọc lại. Đây là cái gốc chính ạ.
gốc chính nhưng mà nó bị luống hết rồi, luống hết rồi đấy, luống mà khe nó hết lại. Cây này là đế vẫn chưa lưng, đây bộ bộ đế vẫn chưa lưng, các bạn nhìn dễ to cũng này. Cây này lưng đế lên thì chắc là được bộ đế đẹp đấy. Xin nhắc lại giá cây này chú bán với giá 16 triệu ạ. Có thể lên xuống. Cho các bạn ngắm lại một lần nữa ạ. Đứng xa các bạn xem nhé, đứng xa các bạn xem. Cái này 16 triệu các bạn không suy nghĩ rồi. Ngắm gốc này, thân đây rất cao luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau ạ.